Cố đô Huế nổi tiếng với một nền ẩm thực cung đình sang trọng và cầu kỳ, trong đó phải kể đến các loại trà cung đình và cách thưởng trà rất tinh tế của người Huế. Tôi được biết một điều rất là thú vị thì trà cung đình Huế có rất là nhiều bài, mỗi bài thì lại có một công dụng riêng khác nhau, ví dụ như có bài thì làm đẹp da, có bài thì tăng cường sinh lực và đặc biệt là có bài làm cho tịnh tâm. Rất là lý thú và kỳ bí phải không quý vị? Và bây giờ hãy cùng theo tôi đi khám phá về điều bí ẩn của các bài trà cung đình Huế. Con được biết rằng là trà cung đình Huế thì rất là đặc sắc. Và vậy thì cô có thể giới thiệu cho con trà cung đình Huế nó khác với cái trà ở các vùng miền khác không ạ? Trà cung đình Huế có cái đặc biệt là dược trà, gọi là vừa trà vừa thuốc. Vừa uống ta thưởng thức được cái hương, cái vị, cái màu sắc của cả cái loài hoa. Mà đồng thời nó hỗ trợ được sức khỏe của con người nữa. Giống như là trà hoa hồng thì nó còn có công dụng nó làm đẹp. À, đây là hoa cúc, bạch cúc. Hoa này rất là tốt, là thanh nhiệt, giải độc, sáng mắt, mát gan. Vâng. Hoa xà lem đấy, hoa xà lem. Vâng, hoa xà lem. Hoa này thì nó có một công dụng là cái như là giảm cái chất mỡ thừa trong cơ thể. Tiêu mỡ trong cơ thể. Tiêu mỡ ấy. Vâng. Rất là thú vị các bạn ạ. Uống trà cung đình Huế không những chỉ là để thưởng thức mùi thơm, thưởng thức cái màu sắc mà nó còn là một bài thuốc rất tốt cho cơ thể mỗi người. Vậy thì cô có thể hướng dẫn con làm một số những cái bài trà đặc sắc không? À được rồi. À, bây giờ là trước mắt là mình làm cái trà dũng sĩ. Dũng sĩ, à. Tức là bài trà này dành cho nam giới. Đúng rồi, nó là cường thân tráng thể này, uống vào nó khỏe mạnh, chống lão suy đấy. À. Cái này là cái lá này gọi là lá dâm dương hoắc. Dâm dương hoắc. À cái lá này là con dê đực nó hay ăn lắm. Ồ. À uống nó thì nên là sẽ cường tráng như con dê đực. Nhưng mà đừng có nhiều mà mệt. Vâng. Bây giờ cô có thể chỉ cho con thêm một số những cái bài trà đặc sắc nữa không ạ? À được rồi, bây giờ cô sẽ làm cho con một thang trà quý phi. Quý phi. Tặng người yêu. À, tức là cái thang trà này là dành cho phụ nữ ạ? Phụ nữ đúng rồi. Còn rất háo hức đây. Bồi bổ khí. À, lâm nhạn là đặc dùng án thân này. 3 gram trà. 3 gram trà. Rồi bây giờ thang trà đã hoàn thành, con có thể tặng người yêu. Uống ngày nào uống hết, uống đến khi khoảng 40 tuổi á là người còn khoảng 20 thôi. Ồ. Cảm ơn cô. Rất là thú vị. Chắc chắn tôi nghĩ sẽ nhiều người thích bài trà này. Và đặc biệt là các bạn nữ, nếu muốn có một làn da mịn màng và trẻ mãi không già như cô Hà vừa nói thì các bạn hãy thử thưởng thức bài trà quý phi này nhé. Vậy thì ở trong trà cung đình Huế thì có bao nhiêu loại tất cả? Nếu mà nói về cung đình Huế thì có rất là nhiều. Vậy trà cung đình nó nhiều bài như thế này thì cô học ở đâu ạ? Nói chung là cô phải học và nghiên cứu từ sách vở là chính. Tất cả những cái bài trà đây là học ở trong này. Bên cạnh những bài trà cầu kỳ, cách thưởng trà trong cung đình Huế xưa kia cũng rất công phu. Thậm chí đó có thể coi như một nghi lễ trang trọng. Từ ấm pha trà, chén dùng trà, cả trang phục khi thưởng trà, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Rất là thú vị đấy hả? Con cảm ơn cô. Thế thì cô mời con đi thưởng trà nhé. Vâng, bây giờ sẽ đi thưởng trà. Và để thưởng trà tôi đã mượn được bộ áo the khăn xếp này. Xong rồi đây. Ừ, cảm ơn em. Bây giờ cách thưởng trà như nào? Thế là mình đã hàm tất cả các vị trà ở trong này. Rồi. Giờ anh chỉ cần cho đường phèn vào. Thơm quá em ạ. Anh thấy trà của mình rất là thơm, vị thanh mát và đặc biệt là có cái vị ngọt rất là sâu. Uống vào thì cảm thấy rất là dễ chịu. Trà ở đây thì quá ngon rồi. Nhưng hôm nay tôi thật sự là may mắn khi được ngồi thưởng trà dưới trời mưa như thế này. Tôi đã cảm nhận được cái chất của trà cung đình Huế rồi. Và trong cái lãng mạn rất xu Huế ấy, tự nhiên tôi lại muốn gảy vài điệu đàn.